nhằm đóng góp ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của hoạt động Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 trong lĩnh vực đối ngoại công đoàn. Công đoàn Công thương Việt Nam đã phối hợp với Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức diễn đàn số 9 về nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn, phát huy vai trò công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế. Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, diễn đàn được tổ chức có ý nghĩa quan trọng trong thời kỳ hội nhập. Hoạt động đối ngoại ngày nay không chỉ là sự nối tiếp của chính sách đối nội mà còn là một động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của các quốc gia, dân tộc. Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung như phân tích làm rõ bối cảnh của hội nhập quốc tế hiện nay, nhận định những khó khăn, thách thức, đồng thời xác định vai trò của Tổ chức Công đoàn Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập của đất nước, đóng góp vào công tác đối ngoại nhân dân, đánh giá hoạt động đối ngoại trong thời gian vừa qua, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất sáng kiến, giải pháp phát triển bền vững đối với hoạt động đối ngoại công đoàn song phương, tham gia ngày càng hiệu quả các cơ chế đa phương, khai thác hiệu quả nguồn lực quốc tế nhằm nâng cao năng lực hoạt động và công tác nghiên cứu của Tổ chức Công đoàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.